go ahead and use another one. Hello, hi, chào cả nhà nha. Hôm nay là mình sẽ làm một bộ móng nhọn thật là dễ thương nha. Cả nhà có ai vào chưa? Hôm nay mình chia sẻ về cách khi mà mình đơn giản thôi. Không có design. Hi, hello, mọi người khỏe không? Mọi người có thời gian vui lòng share giúp cái video này nha. Thank you, thank you. Thank you nhiều. Ok. It's cute. Hi, chào cả nhà, khỏe không? Hôm nay mình sẽ đi cái design, cái móng thật là đơn giản thôi. Đây, mình sẽ rửa sạch nè những cái da chết ở bên góc. Mọi người thấy rõ không? Có ai rảnh không vào 8 nha. Mình rửa sạch ha. Cái cây đầu rửa này mình không có sợ nè, không có sợ cắt tay cắt đâu. Nhưng mà mình rửa là mình rửa vừa thôi, đừng có mạnh quá. Cả nhà có khỏe không nào? Hi Kyle, miss you baby. Mình rửa sạch ha. Mình sử dụng đầu rửa này, mình có thể là clean ở trong ra ngoài luôn. Có những chỗ khi mà cái đầu rũ của mình lớn quá mình không có đi vô được á, là mình sử dụng cây nhọn này nè để đi vào ha. Mới thấy chị like hả? Hồi nãy chị mới like một cái nha. Bây giờ cái này là cái thứ hai. Thì chị chia sẻ những cái mà đơn giản thôi. Là hôm nay chị sẽ chia sẻ làm móng nhọn nha. Mình rửa sạch cuticle nè. Mình có tác dụng là mình làm cho cuticle của mình nó tròn hơn ha. Nếu mà khi mà mình mới bắt đầu làm móng á, thì là nếu mà mình rửa ở những cái góc á mà nó không có sạch á, là khi mà mình đắp bột lên á là nó không có được last long ha. Còn nếu mà mình rửa được sạch á là mình nó sẽ được last long hơn. Em đi công việc gì vậy? Hai hồ xe giúp chị nha. Sau đó là mình sẽ chạy lại cái mặt móng nha, để cho nó nhám. Nó mất đi cái lớp dầu á, là nó sẽ được lát lon hơn. How to feel it? It's good. No hot, no... No hot, yeah, right? It does feel good. It feel good, right? Yeah. This one new. Yeah, really? Yeah, you never try? No. How exciting. Yes. Thank you. It does, it like vibrate. Oh yeah. Không, mình khi mà mình sủi sạch ở đó, mình lấy cây đầu dũa diamond moon này nè. Mình dũa cái mặt móng nha. Cả nhà có ai khỏe không? Hôm nay em busy không Khái Hồ? Có ai rảnh vào 8 nha? Mình chưa từng được 8. Lâu quá không được 8 rồi. Vào đây 8 cho vui. Cái đầu dũa này mình không có lo là nó sẽ bị nóng tay nha. Nhưng mà khi mà mình chạy á, mình sẽ chạy đi chạy lại như vậy nè, cho nó nhanh một chút xíu.
Tại vì nếu mà mình dậm chân tại chỗ á, thì cái thách nó thì nó hay có cảm giác là nó burn ha. Nhưng mà cái đầu dũa này nó giúp mình hạn chế, rất là hạn chế tối đa là cái burn đó, là cái nóng tay á. Sau đó là mình sẽ phủ sạch. Hai thị kha khỏe hả? Chị buồn không có tiền thôi ạ. À? À, thì không có tiền thì nhưng mà mình có cái khác nha. Cố lên. Nhiều khi tiền không có làm cho mình vui được. Vào đây tám cho vui nha. Tám với chị đây nè. Mình sẽ dán móng. Khi mà mình dán móng á, nó canh ngay ở đây nè, cái ngay cái chính giữa cái khuỷu tay ha. Mình lấy một viên cái glue nhỏ thôi. À, đúng rồi, tùy theo khách, tại vì nhiều khi khách làm nhiều quá, giống như tay mình vậy đó, mình làm nhiều quá nó không có đẹp nữa. Tại khi mà mình làm á là nó bị, khi mà mình cầm dũa nè hay là gì đó là nó hay dũa trúng cái tay của mình, làm cho cái tay mình của mình nó cũng không có đẹp ha. Thì một phần á, cái tay đẹp là mình cũng phải nhờ cái dụng da tay nữa, hay là làm manicure thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đối với người khách đó, khi mà nó làm bột móng giả là nó không có, hiếm khi là nó làm manicure lắm. Khi mà đối với một cái tay á, khách méo vậy nè, mình nên xoay cho khách á, tay khách nó ngay lại ha, sau đó mình mới dán móng. Tại vì á, mình không thể đi theo cái hướng mà nó méo được. Đúng không? Nếu như khách tay này đi như vậy, mình sẽ phải xoay cho nó ngay thật là ngay, sau đó mình mới bắt đầu dán móng cho nó ngay lại. Móng này rất là tốt, tại vì nó có cái độ cong nè, nó có cái độ cong sẵn. Khi mà mình làm cái móng trong như vậy á, là mình có cái lợi là mặt móng, cái ngón tay của khách đó là nó không có đều á. Thì khi mà mình làm xong móng như thế này, mình sơn lên là nó móng là thành ra là nó đều hơn ha. Hôm nay mình sẽ đi theo móng nhọn. Làm sao để cho nó nhọn được đây. Lát mình sẽ cắt nó. Mọi người có thấy rõ không? Thấy rõ cái này không? Tại bình thường á là mình để nó không có rõ lắm. Đối với cái móng tay của khách đây nè, một bên cao một bên thấp nha. Thì khi mà mình nhìn như vậy là nó không có đều. Nhưng mà lát nữa khi mà mình lên bột là nó sẽ đều ha. Nên nếu mà mình dán móng mà mình cứ sợ là chỗ đó là mình dán không có ngay đâu. Nè mọi người thấy không? Bên này cao bên này thấp nha. Khi mà mình làm bột là mình sẽ cân bằng cái đó. Khi mà mình làm bột á, thì trong tiệm của mình á, rất là làm thường xuyên, mình sẽ sắm một cái như vậy nè.
cái miếng này mình có thể đi 99 cent mình mua cái miếng này về. Sau đó mình sẽ kẹp cái giấy cho nó dễ, nó không có bị hay bị lung lay á. Sau đó mình sẽ cắt món. Thank you. Hôm nay rõ rồi. This size? Medium. Medium? Yeah. Okay. Right here? Yeah. So be good for you. Mm-hmm. Yeah. Okay? Yeah. If you want pointy, choose short or nine. Yeah, I want pointy. I want sharp. You want sharp? Okay. Sau đó mình sẽ đo từ cái cuticle tới cái đầu móng nha. Là chắc chắn là nó đều. Tại vì khi mà mình làm móng nhọn á, khi mà mình vũ á, hay là làm bất cứ móng gì đó, mình chỉ là lấy lại xếp thôi, chứ mình cũng không có làm cho nó ngắn hoặc là dài hơn nha. Hôm nay rõ rồi ha. So you want to powder thin, right? Not too thick, right? Okay. I want it to look natural. Natural? Okay. Like a little curve. Just a little. Just a little? Okay. I got it. Đối với khách á, thì nhiều khách á, thì nó không có làm việc nặng á, là khách á, sẽ đòi hỏi là bột dày hay là mỏng á, tùy theo khách hàng nha. Là khách này là của mình á, làm hoài nên mình biết là nó sẽ làm với cái bột rất là mỏng thôi, vừa tới thôi, nó không muốn dày lắm, thì nên á, khi mà mình đắp bột á, nó sẽ mỏng nha. Tùy theo khách hàng giữ với lại tùy theo cái công việc của người khách á, thì khách yêu cầu như thế nào thì mình làm như thế đó. Sau đó mình sẽ đo nè ha. Mình để từng ngón như vậy, mình đo cho nó đều. Thank you April. Hi. How are you? Ok, bây giờ mình sẽ làm cho nó thật là pointy, thật là nhọn nha. Mình sẽ canh ngay chính giữa của đầu móng với cuticle. Sau đó mình sẽ cắt cho nó nhọn nè. Tại vì người khách này nó thích rất là mỏng, nhỏ thôi, mỏng thôi. Và nó thật là nhọn. Mình sẽ làm cho nó thật là nhọn. Ok? Perfect! Oh, so pretty. Ok. Hi Isabel. I don't understand. Spell it. Oh, no, so baby, we understand. Oh, the camera phone. The angle. So be better right now. In focus. She says it's too focused. I think looks good. Because sometimes some detail if too far. We can see it a lot. Okay. Mm-hmm. Right? Better? Mình cắt trước, sau đó là mình sẽ lấy xếp trước nha. Một người khách khi mà nó mình cắt một ngón trước để cho khách là muốn cái độ nhọn như thế này không? Sau đó mình sẽ cắt những cái ngón còn lại. Sao cho giống như thế này. Đối với cái độ nhọn như vậy á, nếu mà mình làm ngắn quá thì nó sẽ không có đẹp nha. Nên nó tốt nhất là khi mà một người khách muốn như thế này á, mình sẽ lấy cái size medium trở đi á, nó sẽ đẹp hơn. Khi mà mình cắt á, cố gắng là đừng cho cái nhọn độ nhọn ở bên này là nó bị lệch á. Là khi mà mình làm xong á là nó sẽ bị méo nha. Sau đó mình sẽ dụa sơ lại cho cái đường nối như thế này, lát nữa mình lên bột nó dễ hơn. Cố gắng khi mà mình làm như vậy á, cái độ nhọn của mình nó không có bị mất nha. Tại vì khi mà nó mất á, là nó sẽ mất cái độ dài đi. Nó sẽ không có đều nữa.
thì nếu mà mình không có đeo quen á thì không có biết được cái cảm giác cái nhọn này như thế nào, nhưng mà một người khách nó thích rồi, nó đã đeo quen rồi thì nó rất là thích. Mình sẽ dụa bên này luôn ha. Mình dụa nhẹ thôi, cho nó thẳng thôi. Nhiều khi á, mình dán móng là nó hơi rộng chút xíu á. Mình dụa cho nó gọn lại, để mà khi mà mình lên bột á, nó không có bị bè ra. Nên nó để ra một bộ móng nhọn như vậy á, là trước tiên là mình cắt cái móng nha. Tại vì thực sự á, khi mà mình làm cái móng nhọn như vậy á, khách á, mình phải hỏi khách trước cơ. Khách nó thích nhọn như thế này á, rồi mình mới bắt đầu cắt nha. Nếu mà mình cắt á, mà mình không có hỏi á, là lát mình phải tháo đi làm lại đó. Đó mình sẽ lực nè, coi nó có được đều hay chưa. Nếu mà mình lỡ trường hợp á, nếu mà mình cắt nó bị méo đó, thì các bạn á, thì nên tháo đi, sau đó mình sẽ dán lại và cắt lại nha. Tại vì cái móng nhỏ á, mình không thể nào sửa xếp được. Tại vì cái độ nhọn của nó á, là sẽ phải nằm ngay, nó không có méo được. Mình không có cách gì để sửa hết á. Nên là ngay từ đầu á, là mình tháo đi, làm lại thôi. Bây giờ là mình xong cái phần này rồi. Mình sẽ kiểm tra thêm một lần nữa ha, coi nó có bị méo không, bị độ dài ngắn không. Sau đó mình sẽ clean đi. Hôm nay mình sẽ đi với cái bột rất là QQ với lại tự nhiên thôi. Hello Nona. Khi mà mình làm một bộ như vậy á, trước khi làm á, mình nên lắc đều cái cục bột của mình nha. So cute color today. Yeah. Mình sẽ xức primer nha. Mình nhúng một lần primer, mình có thể xài cho 10 ngón nè. Khi mà các bạn để primer đừng có để dày quá nhé, nhiều quá là nó sẽ tràn vào cái tay của khách đó. Khi mà mình làm đối với những cái móng nhỏ này nè, thì mình hay sử dụng là cây cọ vừa thôi. Nhiều khi bự quá là mình khó control được. Mình sẽ cho rõ chút xíu ha. Khi mà mình lấy một cục bột á, là mình khi mà mình nhúng lên như vậy á, thì nó hơi bị lỏng ha. Mình sẽ lấy bớt nước đi, sau đó mình sẽ lấy một lượng bột vừa phải.
thấm vào nước chút xíu. Mình giữ cục bột ở đây nè, sau đó mình sẽ đẩy lên cuticle, vừa sát tới cuticle mình sẽ chúi cái tay của người khách xuống nè, sau đó mình sẽ giúp hai bên thôi, mình giúp hai bên cho xuống nha. You want thin, right? Sorry, I forget. Người khách muốn mỏng. I just wanted to look like natural. Yeah, okay. Sorry. Bây giờ là mình phải chùi đi, tại vì người khách nó thích mỏng thôi. Không, không á, bây giờ mình lên dày quá, lát mình dũa, dũa mệt lắm. Okay, do again. I forget. Mình lên lại nha, tại vì nếu mà mình đi dày quá lát á mình dụ mệt lắm ha. Tại vì khách đó nó thích mỏng nhưng mà mình quên mất ha. Mình phải làm sẵn nè, sau đó mình đi lại ha, lấy cục bột vừa thôi. Mình đưa cây cọ qua cuticle nè ha, đẩy xuống, sau đó mình giúp hai bên. Mình để luôn luôn là để cái tay của khách á là chúi xuống nha. Tại sao? Tại vì cái để cái cục bột á là nó không có bị chạy ra hai bên nè. Sau đó mình sẽ vuốt xuống. Vuốt sao á để cho nó không có bị mất xếp nha. Tại vì khách nó muốn mỏng thôi, mình cho khách thật là mỏng thôi. Mình vuốt nhẹ nhàng hai bên nè. Yeah, hi April. The pin, yeah, it's cute. This pin is cute. Sau đó mình nhẹ nhàng lấy tay giúp ra. This side okay? Yeah, perfect. Okay, thank you. Yeah, my favorite too. Yeah, my customer favorite too. That very sweet color, right? Mình sẽ đi thật là tự nhiên thôi ha. Để tay phía lọ mới nhìn thấy hả? Ok. We move here a little bit. Nhìn thấy chưa em? Có gì nói cho chị biết nha. Tại nhiều khi chị làm á, chị không có để ý nữa. Khi mà đối với cái móng mà nhỏ hơn á, thì mình lấy cục bột nhỏ hơn nha. Mình sẽ giữ cái cuticle trước nè ha. Sau đó mình sẽ cho cái tay của người khách xuống, chúi xuống, sau đó mình sẽ giúp hai bên vào. Vuốt từ từ thôi, tại vì tùy theo cái bột của mình nó có bị chảy hay không nha. Thì nếu mà nó không có bị chảy là mình có thể vuốt từ trên xuống dưới. Còn nếu mà đối với cái bột mà cái liquid của mình nó chảy quá thì là mình sẽ vuốt từ từ hai bên thôi. Tại nếu mà vuốt nhanh quá thì nó sẽ bị mất bột đúng không? Thì mình sẽ vuốt từ từ thôi nè. Sau đó mình sẽ lấy tay cho nó có cái độ nhọn nè, mình lấy cái bớt cục bột ra. Luôn luôn kiểm tra nha, đừng có cho nó để thiếu bột. Nếu mà lỡ bị thiếu bột á, mình có thể thêm bột vào nha. Như vậy là cái bột của mình nó không có bị mất xếp nè.
Yes. So for my customer right now, her one more thin. That's why I apply one bowl for the powder, very thin, and then more look more natural. Yeah. So I try for the inlet for you more, learn better. Vì cái móng nhọn á, nếu mà mình không vuốt hai bên á, là nửa lát á, mình sẽ bị mất step và mình phải vuốt lại nha. Nên á, nếu mà mình cố gắng đừng có cho nó bị mất step á, là lát nữa á, là mình vuốt rất là dễ. Thôi mình cứ vuốt hai bên nè. Sau đó là bột nó đã chín đó. Thì mình sẽ lấy tay của mình á, mình lấy bớt ra. Mình lấy cái phần bột còn dư á, sau đó mình sẽ vuốt lại nữa. Khi mà mình làm á, nếu mà mình nhìn trên mặt móng á, nếu mà nó không đều á, mình phải cho cái bột nó đều hơn nha. À, vì nhiều khi á, cái người khách á, là có một bên cao một bên thấp á, rất là khó hình dung. Rồi khi mà mình nhìn như vậy á, là cái người khách á, là tay nó méo quá, là mình cũng có cảm giác, cái đó gọi là cảm giác thôi. Còn nếu mà đi đúng á, thì nó không có sao ha. Mình cảm giác nè ha. Nhiều khi á, có nhiều cái trường hợp á, là mình hay bị cảm giác là cái móng của khách á, là nó không có đều. Nhưng mà thật sự á, là khi mà mình làm á, là nó đã đều rồi đó. She's live for real? Oh, on Facebook. I look her up on Instagram. Oh yeah, next time I be live on the Instagram too. Nice. Christine, right? Yeah, Christine. Ah, so you go just now, sweat right now. Yeah, I'm not live on my page right now. So you can check out my page too. No, I'm Christine. Wait, I spelled it wrong. Yeah, like, right now I on the Facebook, okay? No, not on the Instagram. Oh, thank you. We'll see. Hey. Ooh, very big. Is your shoes here? No, that's it. Because remember when you go there and I was like, let's go with this one. Okay, here. Yeah. Khi mà mình đắp bột nó chuẩn á, thì mình khi mà mình á, mình sẽ hạn chế được cái phần dụa nha. They're like hella fierce. I'm serious. You can't scratch some girl's eyes out. Khi mà mình làm á, cố gắng đừng có cho cái cây cọ của mình á ra cái ngoài cái mặt móng. Đúng không? Nhiều khi á mình hay bị quen tay á. Cái đó mình có thể sửa, mình tập nhiều là mình có thể sửa nè. Mình đi trong phạm vi cái mặt móng thôi. After we're all done, we're all gonna take a picture. And we'll all set. Okay, next one. So cute. It's so cute because we all got like nude colors. This one called pink, cover pink. That's no problem. Yeah, just go ahead.
Hello, everyone. On girls' night. Yes, girls' day. Yeah, perfect good spot. Days. Yes, thank you. And it's so cute in here. Yeah, the detail, everything. They didn't get water. Yeah, you have the water ready? Yeah. And you should use this powder. Yeah, it's like acrylic powder, right? Yeah, this one called acrylic powder. Acrylic powder. Yes. Nice. So it's like the color in the acrylic. Yeah. So it's like the nail. It's like it lasts maybe longer than gel. Really? So depend. Usually they last long 3 or 4 weeks, yeah. And over 4 weeks. Oh, I see. Yeah. And does it have like a matte look to it? She can do matte, yeah. Yeah, if you want the matte later, I do the matte for you. Okay. These are all colors. Mm-hmm. Yeah, they have some cute little browns in it. I like this one too. I like these ones too. I think it's like a really good like product. Like the acrylic powder. I'll probably try it next time. Các bạn thấy cái bột nó dẻo không? We'll be back. Oh yeah, definitely. And I live so close by. Khi mà mình lên nó dễ là tùy theo cái cục bột của mình nha. Cái bột của mình nó dẻo, nó dễ đi lắm. Maybe I need to expect. Hello? Chưa, em đi hả? I would take advantage of it. You lost somebody's eyes up. Yeah, that's what I'm saying. I would pinch my boyfriend like, what? What? Oh, look, that's the matte one. Oh my god, I love it. I'm gonna definitely try matte next time. I like this one too. Yeah. I like all these, like, jeans. I like this matte though, right here. This one's going to the right? No, I don't like it. I love this one. This one, but in matte, like this. Oh, no, I'm just getting it right. Oh, okay. Khi mà khách mình nó muốn mỏng á, mình lấy cục bột mỏng thôi nha. Đừng có dày quá. Khi mà mình làm á là cố gắng giữ cho cuticle nó tròn nha. Vì lát nữa là mình sẽ giữ rất là ít thôi. Maybe the same time. Yeah. Yeah. Because when I like more slow a little bit. When I start in do it, they're more quick. Khi mà mình lên bột á, với lại vụ xếp trước như vậy á, mình sẽ hạn chế được rất là nhiều thời gian ha. Không, mình đã sơn lên xong bột á, là mình vụ nữa là xong rồi. Khi mà mình làm á, cố gắng là mình lắc qua lắc lại để cho chắc chắn là cái bột nó tới bên hay không nha.
mình xoay đi xoay lại nè. Trước khi finish một cái móng tay á, mình nên kiểm tra trước khi mình rời đi. Thank you. À, mình rửa cỏ bằng cách này nè. À, cây cỏ mình không có nên rửa acetone nha, thì nó sẽ mất đi cái lớp, cái độ dầu đi. Không. Sáu giờ đúng không? Dạ. Yeah. Được rồi, đi đi chứ. Không sao đâu. Ok. Bây giờ mình bắt đầu dũa nè. Khi mà dũa mình lấy nhớ lấy tay nè. Tại nhiều khi á, khi mà mình lên bột á, nó dính những cái còn ở trên giá. Mình nên là lấy tay tách rời nó ra. Để mà khi mà mình dũa là nó không có bị gây đau tay khách nha. Mình dũa nhẹ thôi, cái phần nối nè. Dũa nhẹ, sau đó khi mà mình muốn là cho nó thật là vi á, thì mình á nên là đi sao cho nó vi nha. Cái ngón tay của khách nè đối diện với mình luôn, đặt cái ngón tay khách đối diện với mình luôn. Sau đó thì đối với một cái móng nhỏ nhọn như vậy á, là mình sẽ đi sao cho nó vi, hình chữ vi mà có đích nhọn á, không phải gọi là sao ta, gọi là nó có độ nhọn á, ở dưới á, cái chữ vi nha. Sau đó mình sẽ đi chữ vi thôi nè, mình cứ đi vào vi, đi thẳng thôi. Cái đuôi á, đúng rồi, đuôi nhọn á. Không, khi mà mình đi dũa lại như thế này nè, là cái móng của mình á nó sẽ nhọn hơn đó, mình sẽ thấy được cái độ nhọn đều của nó. Nên á, khi mà mình đi một ngón như vậy rồi thì mình đi những cái ngón tiếp theo nó cũng như thế thôi đó. Mình tách rời cái phần bột và phần da đó, mình ấn nhẹ thôi đó. Sau đó mình sẽ lấy dũa nè, mình dũa nhẹ cái phần đó đi, tại vì nó mỏng lắm nên á, mình dũa nhẹ là nó đã ra rồi ha. Just relax. Thì khi mà mình làm những móng nhọn á, móng vuông hả, móng vuông thì nó dễ thôi. Khi mà mình dán móng á, mình chỉ cần dũa hai bên cho nó vô chút xíu là nó ra móng nhọn rồi. Khi mà mình làm cái móng này á, mình cắt từ móng vuông ra nha. Thì khi mà mình làm móng vuông á, móng nào cũng vậy á, quan trọng là mình nắm được cái bước đi á, là mình làm rất là dễ. Cái này là mình cắt trước, sau đó mình mới lên bột, thì nó sẽ ra cái độ nhọn như vậy. Còn nếu không á, mình cắt cái almond, sau đó tới khi mà mình lên bột xong á, mình mới dũa nhọn như vậy cũng được. Cái đó là quan trọng, là khi mà mình nhìn một cái móng á, nó có độ nhọn hay không á, là do cách mà mình dũa, cách mà mình cảm nhận, mà mình nhìn nữa.
giống như móng này đi, nó không có độ nhọn nè, nó bị mất tại vì lúc mà mình lên bột á. Bây giờ mình sẽ dụa lại sao cho nó nhọn, nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ dụa cho nó ngắn, đúng không? Thì mình dụa nè, mình kéo thẳng hai bên, ép sao cho nó có chữ V. Chữ V á, mà nó có phần đuôi á, là nó nhọn không? Nhưng mà cái nhọn này á, mình không thể nào cho nó mất được. Tại vì khi mà mất cái đường nhọn như vậy á, ở đây á, cái tâm như vậy á, là nó sẽ bị ngắn cái móng mình đi. Mình chỉ là có thể là dụa hai bên, làm sao cho nó nhọn lại, chính giữa. Mình dụa lại nè, giống như cái ngón này đi, mình khi mà mình đắp bột nó hơi bị ra ngoài, nó không có cái độ nhọn nữa, hai bên này nó mập quá. Sau đó mình sẽ dụa nè, khi mà mình dụa mình nhớ nắm tay khách nó chặt nha, để như vậy mình khi mà mình kéo như vậy nó mới vô được, mới có sức. Còn nếu mà tay khách nó, nếu mà mình nắm không kỹ á, là nó bị rung rinh á, là cái đường đi của mình nó không có được thẳng đó. Khi mà mình làm xong á, mình làm ngón này á, mình sẽ liếc qua ngón kia coi nó có đều chưa ha, để cho nó cái size nó cân bằng hơn. Mình dụa cho bớt cái đường nối nè. Sau đó mình sẽ từ chỗ đường nối mình kéo xuống. Okay, bây giờ mình xong rồi ha. Okay. Yeah. Bây giờ mình sẽ qua cái phần dụa thôi. Khi mà mình đắp bột mịn như thế là mình chỉ cần chạy sơ cuticle là được. Bây giờ mình sẽ chạy lại cái ở dưới móng nha. Có khi mình còn sót lại những cái bột á. Để cho khi mà mình làm xong á, everything ra là nó perfect rồi. Mình kiểm tra luôn. Khi mà mình dụa, cố gắng dụa nhẹ thôi nha. Tại vì nếu mà mình dụa mạnh quá là nó sẽ mất cái bột ấy. Tại vì mình đi bột cho người khách này rất là mỏng thôi, nên là nếu mà mình dụa mạnh quá là nó bị mất xếp hết. Nè, mình lấy dụa nè, mình lấy ra nè ha.
những cái mà mình dụ ra là bây giờ mình lấy dụ nè, nhẹ thôi, mình lấy ra hết. Tại sao hồi nãy mình không có lấy trước và mình mới đi xếp? Vì nếu mà mình lấy trước mới đi xếp á, là nhiều khi á mình nó bị hớ. Bữa nào á mọi người á thử một bộ móng nhọn như vậy đi. Ha. Cái này gọi là super nhọn. Thử đi, mình sẽ biết cảm giác như thế nào ha. Nó kêu lắm. Sau đó mình sẽ chạy sơ cái đi cô ha. Vì khi mà mình đắp bột mịn á, nó đều á, mình không có cần dụ nhiều nha. Mình chỉ cần chạy sơ cuticle cho nó không có còn dính với da thôi. Với lại cái móng thôi là mình nó như vậy á là nó sẽ được last long. Nó sẽ được lâu hơn. Còn nếu mà mình dụ không có đất á là cái nước nó dễ vào làm cho cái móng nó hay bị hở. Khi mà mình chạy cuticle á, mình đi từ chính giữa đây nè, sau đó mình sẽ chạy qua bên tay trái, mình sẽ lật ngược tay của khách lên, lật ngang ha, để mình thấy được cái điểm mà bị che đó mình mới dụ được. Sau đó mình sẽ lật nghiêng lại, mình sẽ thấy được chỗ mà mình cần dụ. Nó nè, mình làm lại ha. Mình dụ chính giữa trước cho nó có một đường trước đã, sau đó mình sẽ lật ngang bên tay trái. Vì bây giờ là mình dụ tay trái nè, mình sẽ lật ngang nè để mình thấy được cái điểm mà mình cần dụ. Sau đó mình sẽ lật qua bên tay phải ha. Mình thấy được cái chỗ mà mình cần dụ. Tại vì nếu mà không xoay như thế á thì là mình không có thấy được cái chỗ nào cần, chỗ nào không cần. Mọi người chia sẻ video tip này giúp mình nha. Thank you. Khi mà mình làm so you want shiny or you want matte? Shiny. Shiny yeah. Better, huh? Yeah. Okay. Very cute. Thank you. Sau đó mình sẽ buffer cho khách rửa tay thôi. Khi mà buffer, mình buff hai bên đi xuống thôi nè. Mình sẽ đính hai cái design cho khách nha. Đính đá. Ok, wash your hands. Khi mà mình sơn chéo, mình cũng có thể là cho khách rửa tay nha. Mình sẽ cho khách rửa tay của mình rửa tay.
mình sẽ clean trước. Mình sẽ sử dụng cái mì keo đánh đá nha. Mình sẽ đánh hai ngón thật là đơn giản. Okay, yeah, okay. So you have to design two finger diamond. Okay, we do two finger design. Mình sẽ đi cái gâm mì treo trước, tại vì bây giờ là khách nó có hai ngón design. Quay rõ một chút xíu hả? Nếu mà mình sử dụng cái tùy theo cái phone của mình ha. Bây giờ mình khi mà mình thấy rất là rõ rồi. You see? Có rõ không? Mọi người thấy rõ không? Bây giờ mình sẽ đi đính đá nè. Thấy rõ chưa? Okay. Khi mà mình đính đá mình sẽ định hình cho cái design của mình là mình sẽ đi theo hướng nào. Bây giờ là cái đính đá cái khách này á, là mình chỉ là làm đơn giản thôi. Mình sẽ đính ở đây một hộp lớn và những cái design bên hông thôi. Mình sẽ cho cái mì treo ở đây dày hơn chút xíu nè. Không, mình sẽ cho cái mì treo cái chỗ mà mình cần đính đá cho nó dày hơn chút xíu. Sau đó mình sẽ sơn một lớp top. Top mà không cần chùi á nha. Top không cần chùi. Sơn một lớp mỏng thôi. Vì như vậy khi mà mình đính đá xong á là nó đã khô rồi. Mình sẽ đi một cái pơ ở đây. Here. Mình sẽ nhấc cái này lên nè. Khi mà mình sử dụng treo á, hello Ngọc, thank you. Okay, almost finished. Khi mà mình có những cái design như thế này á, khi mà mình làm xong á, mình nên quét một lớp top lên nha. Để cho nó khi mà mình khách hàng á, nó không có bị mất màu. Vì những cái này á, khi mà nó là va chạm nhiều á, là nó sẽ bị mất nha. Khi mà mình làm một bộ móng như vậy á, cái này là đơn giản thôi, với một chút xíu design. Nếu mà mình không làm live thì mình á làm trong vòng là 45 phút đến 1 tiếng nha. Nhưng mà phải tùy theo là mỗi người làm như thế nào nữa, chậm hay nhanh ha. Thì cái đó mình không có nói được. Còn mình á làm khoảng trong vòng 45 đến 1 tiếng đồng hồ cho cái móng nhọn. Khi mà mình xong như thế nè, mình sẽ để vào máy hơi trong vòng 1 phút. Hello Thảo Hiền. Đúng rồi. Bữa nào Thảo Hiền thử một bộ nha. Những chị nào mà
hay ghen á, cứ làm một bộ như thế này đi, là bảo đảm là chồng mình là không dám hó hé luôn á. thì theo mình thấy á, thì mọi người nên thử một bộ như thế này đi, nó cũng rất là hay, dễ thương. Mình thì thử qua rồi, xong rồi đó thì nó có cảm giác đau, tại vì bị cào nhiều quá. Đụng đâu cào đó thì nó bị đau. Cái nhọn này nè, mình sẽ cho nó ngay chính giữa nha. À, mình mua của Swarovski nha. À, pearl này nó mới sáng. Đó, mình sẽ lấy cây cọ này mình quét lại để cho cái top coat đó là nó ở trên cái này luôn, vì á nếu mà không á, khách hàng á khi mà về á làm nhiều quá, cái này mà bị đụng á là nó bị mất màu nha. Mình sẽ sơn những cái ngón còn lại nha. À, mình bây giờ là mình mới bị rớt, sau đó mình sẽ vô lại, mình mới vô lại nên nó hơi xa một chút xíu nha. Mình cũng gần xong rồi, thì mọi người cố gắng xem giùm mình. Thì bạn nào muốn có những cái bộ móng nhọn như thế thì vui lòng xem giùm mình nha. Today? Trying to catch the light legs. Khi mà mình sơn top xong á, là mình nên rút lại hai bên để cho nó không có bị mất step nha. Mình đi một lớp thật là mỏng thôi. Sau đó mình sẽ để vô máy trong vòng 1 phút. Mình nên để vô máy trong vòng 1 phút nha. Như vậy cái top của mình nó rất là sáng. Và nó khô nữa, thật khô. Khi mà mình sử dụng cái gum mì treo đính đá nó được last long lâu nha. Ok, give me the hand. Mình sẽ bôi dầu cho khách nè. Design đơn giản thôi nhưng mà nó rất là dễ thương. Mình sẽ chụp hình cho mọi người thấy nha. Okay. Mình sẽ cho mọi người thấy là they're so pointy, I love it. You like pointy, huh? Yes, I do. Yeah, pointy is so cute. I know. Makes your hands look like
slimmer. Like, yes. Yeah. That's what I said about mm-hmm. Yes. Even yours, Sabina, and you have like chubby fingers. Oh, they're so tiny. It's like okay. I like how. Yeah. Just like that, and I show for the everybody look. Okay. Just relax. Okay. From here, mình sẽ cho mọi người thấy nha. Cái chụp hình nè. Relax. Bộ này hả em lấy 55 đồng nha. 55 đồng. Móng nhọn với design nữa. Có design. Được không? Tùy theo khu vực nữa ha. Ok, để em show cho mọi người thấy. Ok. Ha, khi mà mình làm á, cái độ nhọn. Dạ em mở lost nha. Ok, bye bye mọi người. Cả nhà vui lòng share nha. Thank you. Bye bye. Chúc cuối tuần vui vẻ. Chúc cuối ngày vui vẻ. Làm nhiều quá quán luôn. Em mở lót nha anh chị. Em ở bên Westcovina. Dạ. Ok, thank you chị Xe. Thank you chị Ngọc nha. Bye bye. Chào cả nhà.